Theo lời kêu gọi từ mấy tuần qua trên các trang mạng xã hội về những buổi dã ngoại từ Bắc chí Nam với ba địa điểm tập trung để trao đổi với nhau về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã ký vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Ngày Chủ nhật 5 tháng 5 vừa qua, đông đảo các bạn trẻ đã đáp ứng lời kêu gọi này. Tuy nhiên, các cuộc dã ngoại đã không diễn ra suôn sẻ. Khắp nơi vẫn có những cuộc đàn áp của công an với cường độ nặng nhẹ khác nhau. Riêng tại Sài Gòn, blogger Nguyễn Hoàng Vi, người thứ 5 trong số 7 phụ nữ được tổ chức IFEX có trụ sở tại Canada vinh danh vì đã có những nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do phát biểu, cũng lại bị công an phường Phú Thạnh bắt về đồn và tước đoạt các vật dụng cá nhân mà cô mang theo. Hoàng Vi cho biết. Khi mà ra tham dự cái giáo ngoại về nhân quyền á, thì họ bắt em đưa về đồn công an phường Phú Thạnh, thì lúc mà họ giữ ở đó là tới lúc chiều tối luôn. Mà tự làm biên bản làm việc với nhau là tạm giữ đồ của em trong khi đó là em không đồng ý giữ đồ của em trong điện thoại và một cái thẻ nhớ với lại bị mất một cái mất tiền của em nữa. Sau đó thì họ kêu em tự đi về, em nói là không, em sẽ ở lại, tài sản của em ở đâu thì em ở đó chứ em không có đi về. Họ phải trả lại đồ thì em mới về, họ không trả lại đồ, họ em cũng không về thì họ mới khiêng em, cưỡng chế em về nhà. Sau khi về đến nhà, Hoàng Vi cùng mẹ trở lại đồn công an phường Phú Thạnh để đòi lại tài sản, thì công an tại đây nói rằng những người bắt cô đã tịch thu đồ của cô, còn tại đồn thì họ không biết ai là người đã lấy tài sản cá nhân của cô. Hoàng Vi nói tiếp. Thì về đến nhà thì em với lại mẹ em với lại nhà cả nhà em lên đồn công an phường để mà đòi lại tài sản. Thì lúc đó tại đồn công an chỉ có gia đình em với lại phía công an thôi, cho nên là khi em vào đòi họ xuống sân họ không có giữ cái gì hết á. Khi mà mẹ em nói họ thì họ bắt đầu họ nhào vào họ đánh em và đấm đầu mẹ em thôi luôn ạ. Thì làm cho mẹ em rất là mệt ạ. Sau đó có rất là nhiều bạn bè đến để mà hỗ trợ gia đình em. Thì bị họ đuổi về nhưng mà tụi em phản kháng lại thì cuối cùng thì các bạn cũng được ở lại chung với tụi em. Mặc dù công an phường Phú Thạnh nói không biết ai đã tịch thu tài sản cá nhân của cô, nhưng sau đó họ lại nói Hoàng Vi ngày mai trở lên đồn để lấy lại vật dụng của mình. Tuy nhiên, Hoàng Vi nghi ngờ không biết mình có lấy lại được tài sản cá nhân hay không, vì khi tịch thu, họ không đưa cho cô một biên bản nào cả. Dạ, họ chưa trả đồ lại, họ đổ cho là cái công an thành phố giữ đồ của em. Thì có gì thì 2 giờ chiều ngày mai lên lấy đồ lại, nhưng mà họ không đưa cái biên bản gì cả. Người thứ hai bị hành hung trong buổi dã ngoại này là blogger Vũ Quốc Anh. Sáng ngày 5 tháng 5, Quốc Anh ra công viên để nói về bản tuyên ngôn nhân quyền, cũng như để chia sẻ những điều mình biết với các bạn trẻ. Thì có nhiều người cầm vòi xịt nước, nói là tưới công viên, nhưng họ không xịt nước lên cỏ hay vào công viên mà thực tế là xịt vào các bạn tham gia dã ngoại. Quốc Anh lên tiếng phản đối và bỏ đi, thì bị một nhóm người ùa vào bắt lên xe. Khi Quốc Anh chống cự, thì bị họ đánh vào mặt, vào cổ và vào đầu. Quốc Anh ngất đi và bị nhóm người đó khiêng về đồn công an. Sau khi tỉnh dậy tại đồn công an, Quốc Anh không đồng ý hợp tác vì cho rằng công an đã bắt người vô cớ. Quốc Anh kể lại diễn tiến sự việc xảy ra trong đồn công an như sau. Ở trong đồn anh em bắt đầu tỉnh lại và mới họ bắt đầu làm việc với em. Em thì có lúc đầu là mới hợp tác với họ. Bởi vì họ là bắt người vô cớ như vậy, đang đi ngoài công viên chia sẻ với nhau như vậy thì tự nhiên bắt vào đồn. Không có một cái văn bản hay là cái giấy mời gì cả. Thì họ vẫn cứ nói là người ta có quyền. Chắc chắn là được mày là có gì sai thì tao cũng bắt vào đây chứ. Và họ to tiếng là nạt nộ, thậm chí là chửi thề với em và không dọa em. Khi Quốc Anh không chịu hợp tác, thì công an mắng chửi, hăm dọa. Sau đó, cậu đòi phải sửa chữa biên bản lại cho đúng và chỉ ký tên vào biên bản với điều kiện phải được giữ một bản sao của biên bản này. Công an đã làm một bản sao như yêu cầu, nhưng đến khi thả Quốc Anh ra về thì họ giữ lại tất cả, từ bản sao của biên bản điều tra đến những vật dụng cá nhân như điện thoại, chứng minh nhân dân, chìa khóa xe, cho đến tài liệu về nhân quyền. Quốc Anh cho biết tiếp. Cuối cùng, chúng ta về họ đã lấy hết tất cả lại, trong đó một cái tờ biên bản của cô, một cái tờ biên bản ghi nhận những số điện thoại, thông tin danh bạ, biên bản tạm giữ điện thoại và cái tài liệu về nhân quyền với chứng minh nhân dân của em, họ cũng lấy lại luôn. Và em không có cái giấy gì để ngày mai em đi lấy lại những cái vật mà em sở hữu cả. Và em bị mất luôn chìa khóa khi lúc mà họ trắng em lên xe, bây giờ em không còn cái gì trên tay cả. Tại đồn công an,
Quốc Anh bị công an hành hung bằng những hành vi và ngôn từ thô bạo. Nếu mà em không chịu hợp tác với họ thì hợp tác vào mặt em, vào cổ, vào đầu, vào mặt. Cứ đâm lên lên là ở đây anh là công an, làm sao để cho người lạ đánh tôi. Thì họ nói là tụi tao là công an chứ không ai ở đây là công an, đơn giản là tụi tao có quyền. Lúc chiều tối là họ mới cho em ăn, nhưng mà em cuối cùng em không ăn. Lúc đó em không chịu làm việc nữa, không chấp nhận ăn uống gì nữa. Nếu họ không thả em ra, 8 giờ tối rồi họ cho em ra. Nhưng mà họ đã lấy được cái biên bản mà có chữ ký của em, bài tay họ lấy lại được cái bản photo mà họ phô xem. Bị giữ nhiều giờ tại đồn công an, bị đánh đập, bị hăm dọa. Hai người bạn trẻ ra về mà vẫn không đòi lại được tài sản cá nhân của mình. Sau một ngày mệt mỏi, một số bạn trẻ cùng an ủi nhau bên một ván nước ven đường để chờ sáng. Họ không dám trở về nhà khi trời đã quá khuya vì biết rằng công an vẫn còn rình rập đâu đó. Hoàng Vy cho biết. Dạ bây giờ em và 10 bạn nữa đang ở gần nhà tờ dầm trước cũng thế. Thì em cũng mệt mỏi và đói và cũng là do an ninh cũng theo nhiều quá. Cho nên bây giờ tụi em không dám tắt ra để mà đi về riêng. Nên là tìm một cái quán ăn nào đó ngồi cùng với nhau. Cái phần bây giờ về riêng mỗi người bị bắt, bị thế này thế kia trong đêm nguy hiểm. Thực ra là bây giờ đang trong đêm như vậy mà với tình hình an ninh đi theo như vậy thì tụi em không dám tắt riêng ra để về nhà. Chắc có lẽ là tụi em đi cùng với nhau cho tới sáng rồi đông người rồi tụi em mới về. Để có được quyền làm người, một thứ quyền mà trên các quốc gia dân chủ là một chuyện đương nhiên. Nhưng tại Việt Nam, người dân đã phải trả một giá quá đắt. Đã hơn nửa đêm mà 11 người bạn trẻ vẫn còn ngồi đó sau một ngày sóng gió. Trong tâm trạng lo sợ trước sự rình rập đâu đó của công an, họ vẫn mơ ước được một ngày không còn nỗi sợ hãi khi nói lên hai chữ nhân quyền. Tường An, Đài Á Châu Tự Do.